nhà em là năm nay 85 tuổi, bị tăng huyết áp nhiều năm nay và cũng có ho kéo dài, chữa tây y nhiều nơi nhưng mà cũng không tìm ra nguyên nhân, với lại cũng không khỏi. Ngoài ra thì thường xuyên có cơn đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, với lại bốc nóng trong người, người lúc nào cũng đổ nhiều mồ hôi, ướt hết cả áo luôn ấy. Bác đau không? Có thì bác bảo có nhé. Có đau không? Chắc là đau nha. Và khi nhấn vào đau thì bác nói nhé. Tất cả các cái việc chẩn đoán này đều đau. Đau đây nhiều này. Đau hết này. Đau. Trung quản và cái này bên bên phải không đau, bên trái đau này. Đấy. Đau, túc tâm lý cũng đau. Hành thái xung đau, bên trái đau. Đau không? Đau. Huyệt này là huyệt khích của kinh can này. Huyệt số 6 tên là gì nhỉ? Trung địa cơ trung đô ở đây cơ. Giờ bác lè lưỡi xem nữa. Lè dài ra. Lè dài, lưỡi rất là bẹo mà. Nhờ, lưỡi này cũng thiếu máu. Không, nó vướng vào lưỡi, và răng. Lưỡi này rất bẹo, dày, nhợt. Răng thì hỏng hết rồi. Bác bao nhiêu tuổi? 85 à? 85 tuổi. Mắt bác nhìn còn tốt không? Mắt mờ đúng không? Can, thận. Thở thì đôi khi khó thở đúng không? Ho nhiều. Đau, rất đau các bạn ạ. Đàn chung là rất là đau. Đây nhá, cái huyệt chẩn đoán của phế này. Đau. Vân môn trung phủ đản trung là rất là đau. Xem cái huyệt can này. Đau này. Huyệt số 14 của kinh can là huyệt gì? Kỳ môn cũng rất đau. Đấy, đấy là chẩn đoán huyệt. Bác này thỉnh thoảng, bác có một cái huyết áp cao lâu rồi. Thỉnh thoảng có hồi hộp tức ngực không bác? Có à? Bốc hỏa. Tim không tốt, gan không tốt, thận không tốt. Phế không tốt. Phù, đau đầu. Can hỏa. Bác đau đầu vùng nào bác? Đỉnh đầu. Gáy có đau không? Mỏi cổ. Cổ vai cũng bị đau đúng không? Vai gáy khớp gối thế nào? Có đau không? Gối không đau. Mà gối có sưng này, đi có yếu không? Có đau. Bệnh nhân này thì nữa tôi cấy chỉ xong và có thủy châm cho các bạn xem luôn. Ho kéo dài, bác là bị ho kéo dài mà không. Tỳ hư. Thấy rằng cái huyệt tam âm giao thì hầu như bệnh nhân nào cũng châm. Kéo hộ cái quần cao lên một chút nữa. Thường những người già này là đi lại rất là khó khăn.
Bảo bà là hít vào thở ra nhé, thả lỏng nhé. Đừng có co cơ, không được co chân lên đâu. Ai hô hô cho bà thì không có sợ bà nghe kém. Hít vào. Thở ra, đấy, bà là. Bà đừng có bảo bà là đau một tí thì bà vẫn phải để im, bà cấy chỉ lần đầu. Chứ không là... Dán ngay cái băng vào. Bổ. Hít vào, thở ra. Bà có ăn nhiều không? Hít vào, thở ra. Có. Đưa đưa mic cho Linh đi. Can dương vượng và thận âm hư, cho nên là cô bổ thái khê là nguyên huyệt của kinh thận, tác dụng bổ thận rất là tốt. Bổ cả thận âm thận dương, huyệt này mình thấy nó có tác dụng rất là hay. Và huyệt thái xung thế, điều hòa kinh can đang có bệnh rất hiệu quả, và nó cũng là một trong những cái huyệt mà để chữa cái giãn tĩnh mạch chi, nguyên tắc tĩnh mạch chi, tức là có tác dụng đả thông cái mạch bằng quang kinh rất tốt. À, cái bệnh nhân này cũng bị nhiễm ấy cô ạ. Vừa cháu test thử. Vâng, cháu cầm cái nhẹ người. Tí cho bà cầm lại cái tờ giấy của bà luôn. Bệnh nhân này đấy, vừa nãy mình đã test thử. Test thử rất là một tí. Có mệt 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 quá không? Có hoa mắt chóng mặt một lôn gì đấy. Bà đang mệt với lại mọi người xung quanh hút hết cả không khí lóng thoáng. Bà cố gắng một chút nhé. Dần dần bà mất ngủ cô. Bà mất ngủ đấy, thủy chân này. Đêm hoa nhiều. Ngứa cổ. Vâng. À. À đây cô con bà đây. Con gái bà.